kế nghệ thứ 8 hoàn toàn mới của Vung đã Dung Quơ Giang xác nhận công bố ngay trong thời điểm tháng 10. Ban đầu hãng dự định mang xe tới trình diện quý khách hàng toàn cầu tại triển lãm Frankfurt hồi thời điểm giữa tháng 9 qua, mặc dù thế sau cùng ra quyết định đề ra là nhường đất diễn cho dòng xe đô thị thuần điện của thời buổi mới là S3. Bất chấp các cố gắng của Dung Quơ Giang trong công việc vẫn đi phong cách thiết kế xe, cánh thợ săn ảnh tại châu Âu vẫn không khó luồn ra các phiên bản dạng chạy thử, trong đó các hình ảnh của chiếc Electric sạc điện hồi thời điểm cuối tháng trước cho ta thấy cận cảnh mẫu xe đô thị mà gần như không có bất cứ chút ngụy trang nào. Ở lần lên đời này Vung mất phiên bản dạng thuần điện E-Vung nhường đường cho S3, nên danh hiệu bản dạng thân mật và gần gũi môi trường thiên nhiên cũng như tiết kiệm ngân sách nhiên liệu nhất thuộc sở hữu Electric sạc điện. Hệ thống truyền động bản dạng này gần giống ba sát te đồng nghĩa với động cơ xăng 14 LC 4 xi lanh tăng áp 154 mã lực sẽ ghép cặp với motor điện 113 mã lực kèm áp quy 13. Thông số tổng toàn hệ thống là 215 mã lực, 400 nhà máy Newman xoắn. Như thường lệ, xe có đa chủng loại cấu hình cho những người dùng chọn lựa như ta sân quơ gôn, estate anh cả hoa hát hiệu quả là tian vôn rờ, dù vậy hai bản dạng này bền chắc không công bố trong năm nay.